bồi bổ tiếp tục mọi người ơi. Này lấy gì vậy? Ốc hả? Món này lần đầu tiên có trên kênh luôn đó. Thuộc Bắc nè hả? Là món này dữ hơn món kia. Món này bờ gồ hơn. Món kia là bờ gồ 1, này gồ 2. Có đu bò nữa kìa. Bậy à. Vậy thì đem này lên trên kia hả? Không, nó cho nó sôi. Ê, chuyện nha, bên kia cái món bên kia nó chuyện cho cho nó nóng lên thôi. Có bếp kho này rất là tiện luôn. Cái này là ốc tỉ nha mọi người. Ốc tỉ cái này nó còn bổ hơn là gà. Gà hồi bữa nữa. Tỉ là gì? Tỉ heo, tỉ ốc á. Ê, vô bụng này xong anh em sức khỏe dồi dào, đầu mình đấm giếng sinh tồn cho. Đúng rồi, đen này đen bò bổ mà, đi mà. Không, mọi người cũng đợi lâu lắm rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ đổ cái tỉ ốc vô đi mọi người ơi. Cho nó bổ lắm luôn á, nó thiệt á. Cái này gọi là chắc đi sinh tồn bên cồn luôn á. Rồi cho sâu lên cái dắt dưới ăn. Bữa nay đổi view nha mọi người. Mấy anh em đứng ăn theo kiểu này cho nó ngon nha. Trước tiên mình phải vớt cái những cái phần bọt này ra đi mọi người. Nghĩ chắc nó cũng không sao đâu, nhưng mà thôi, có bọt thì mình cứ vớt ra đi ha. Tôi xè tay cho anh, xè tay cho. Rồi mấy anh em bây giờ nè, trước khi ăn cái món đặc biệt này á, bây giờ mình sẽ ăn thử cái món mà nó bình thường trước đi. Rồi cho anh qua bển review đi, em vớt bọt lên đây xong cái. Đây là gì? Đây là trứng chiên ốc với tỉ nha mọi người. Đúng. Đây cái món này không giấu gì mọi người, món này món này, quyền của anh em mình khi ăn nhậu nha. Rồi đây kẹp miếng trứng với ốc tỉ, món này sẽ chấm với nước tương nha mọi người. Nha rồi mình mời tất cả mọi người. Cái tỉ với cái ốc của mọi người nó ngậy kinh khủng, béo quá hả? Béo, nó ngậy luôn. Đã vậy ta. Mà hơi ngọt. Rồi bạn tiếp theo. Hey. Chơi theo kiểu này nó vui. Gắp một miếng trứng ăn, dẹo ăn cùng mình luôn đi nhá. Giờ thôi sống xì đi. Kết mưa nhẹ nhé. Mời tất cả mọi người nha. Ba nói gì kìa, thất lời ba hoài. Sống xì á, ai thắng. Ai hô chị ơi. Ai hô chị ra đồ cua. Người thắng được ăn. Này ăn chứ mới chơi được chơi anh ba. Rồi. Béo. Dạ, ủa sao anh ba không không ấm xì hả? Không có ai chơi đâu. Rồi. Trời, cô chạy ra đồ cua ngoài nữa. Chơi hết luôn. Mà lấy cáo người nha. Cái phần ốc tỉ này á thì nó sẽ trứng, nó sẽ quậy chung với lại ốc heo á mọi người. Ốc heo và tỉ heo á. Nó có răng nữa kìa. Thì gọi là ốc tỉ nha mọi người. Đây. Có răng nữa sao á? Nó mọi người nhìn khá là hấp dẫn ha. Ăn khi mình chấm với nước tương nha mọi người. Béo lắm không? Rồi mình mời tất cả mọi người thử nha. Chiên gà chiên vừa tới nữa. Tỉ nó dày dày á phải không? Nó sực sực kiểu có gân à. Cái gì nó có gân á. Mình nghĩ là tỉ á. Tỉ. Tỉ của nó kiểu sực sực kiểu đó. Cỡ ốc heo là nó cắn vô nó bùi luôn à. Cỡ ốc heo mà công nhận người ta ăn sạch ra luôn mọi người. Không có nhiều cái mùi gì luôn. Nó chỉ ăn vô nó béo chứ nó bùi vậy. Món này là không phải anh em mình làm. Đứng bên hàng mà. Món này anh em mình làm được. Nhưng mà chắc chắn á sẽ không sạch bằng ta. Cái phần trứng này nè mọi người, mình ăn với cơm á. Ăn với cơm nó sẽ ngon hơn nha. Béo lắm mọi người nha. Ồ, cái món này được độc lạ có lông heo nữa nha. Hợp lắm luôn. Hợp mà ăn với cơm là ngon lắm luôn. Tại khi mặn ốc heo á, ta phải lấy cái phần chỉ chỉ máu không? Đúng rồi. Lấy từng phần ra nó, bởi vậy nó mất nhiều thời gian lắm. Với lại không biết làm nữa sẽ bị hôi. Chúng ta gọi là chảo nỉ. Chỉ não hả? Rồi bây giờ nè, quên nữa. Nãy giờ quên chào mọi người nữa. Tại vì nãy giờ bụp bụp luôn. Chào mọi người nha. Thì bữa nay mấy anh em mình ăn một cái món khá là ngon. Đây anh Phương ơi, đây không ơi. Đây là miếng nha mọi người. Thì mình ăn chung với lại phần tỉ hầm hút bắc nha. Đó, mấy anh em mình hết chơi hút tay rồi, chuyển hút bắc nha mọi người.
Chợ hút tay rồi. Anh ăn hút tay, đớt tay ăn thế. Bên nào chơi tỷ nhà hàm ốc hút tay. Ê, gã là hàm hút bắt mình bữa nào hàm hút tay. Bỏ Baladon đi vô. Lấy Baladon nít đó. Bỏ nằm cho dĩ vô hả? Khùng rồi, các bạn nào ăn ăn miếng thì bỏ vô nha. Đó, tôi ăn một miếng nè. Nhá, nãy giờ quay rồi. TikTok rồi mắc kênh. Sao vậy? Thuốc men luôn. Đây mình YouTube mà. Miếng này đi ơi. Miếng đó anh em là ăn miếng. Miếng đó, cái sợi miếng đó mọi người nó sẽ... Mọi người thấy nó vậy chứ nó không có bị bủng. Nó dài không? Nó dài, nó dài sực đã lắm. Rồi mình trải nghiệm thử nha đây. Đây là một chén tỷ. Ốc tỷ hầm hút bắt. Trời ơi, nhìn rất là bắt. Mời tất cả mọi người nha. Thấy có vậy không? Nó béo mấy bạn ơi. Nè, ăn thử con miếng nè. Nó vừa ngọt mà nó có vị thơm của hút bắc, mà nó vừa béo của tủy. Nó dai sừng sực. Đã lắm mấy bạn ơi, thiệt luôn á. Nè bây giờ mình bỏ cái rau luôn nha. Miếng mình đi có miếng cái này là cái rau gì ta? Này là salad son. Này là cần sa nè. Cần ô. Ủa cần ô chứ lộn. Ơ miếng gì ăn được chưa? Rồi tỷ nó phì lên nhắc. Cần sa này ăn vô gặp bà ba luôn á. Bà ba còn kinh 18 á. Này cái này. Nó cứng cứng cứng. Săn 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 đã không rồi. Mọi người cái ốc trong hút bắt nha mọi người. Chua chến. Chua chến ngặn mềm. Ủa? Nổi rồi. Có nhiều cũng nhanh nha. Nhiều lắm luôn á. Ốc nhiều lắm nha. Ốc thì nãy mình nói là mình làm cách nó sạch luôn, ăn vô thơm với béo lắm luôn á. Này. Bây giờ mình làm một gạo tỷ nha mọi người. Này còn tỷ không? Tỷ nó có mình cái có gì mà sực sực ngon mọi người. Bún cúc nha. Bún cúc đâu? À bún cúc nè. Nó dần thọ á. Bà vô anh bà. Ừ, béo. Mà nó còn sực sực cái dai nữa, quá ngon. Cục đó sao mà cũng ngán ngược luôn nha. Đây là mọi người, nguyên ốc nè mọi người. Chấm, nước mắm. Chính. Trời ơi. Mời mọi người nha. Bên này là mình đang ngắm luôn nha. Béo. Béo lắm mọi người, đã. Đem thử nha. Mình đang bút tê anh em. Hãy vui, ăn đây là... vui hơn. Tỷ hầm hút bắt ngon rồi, chấm mắm. Ừ. Mời tất cả mọi người nha. Cũng muốn ăn tỷ hầm hút bắt không? Ừ. Tỷ hầm hút bắt hả? Tỷ. Tỷ hút bắt á. Tỷ hút bắt hả? Con mới biết. Ai biết đâu? Con nhà bé anh ba hoài, có mình anh ba. Này phai mì nha mọi người. Ok phai mì ha. Phai mì. Mời mọi người ăn miếng hút bắt nha. Này phải hút bắt không anh ba? Tỷ. Gì? Cái gì đó? Tỷ. Não gì đó? Não này não của anh ba. Ba. Thôi chơi thôi mà mọi người, ốc heo. Cái nước này nó ít ngọt hơn là cái nước cục của gà. Ừ. Không gì đó. Ốc heo nó béo. Trời ơi. Tâm bổ thì rồi kiếm chỗ đi sinh tồn đi mày. Ăn ở nhà ăn cũng là chất lập é lắm. Tâm bổ mình kiếm chỗ rồi sinh tồn ở bên cồn. Mày. Rồi mình có miếng bông vạn thọ cho mọi người. Đi kèm với cái nồi ốc tỷ hú bắc nè, có bông vạn thọ đó. Với rau má nha. Ẩm thực với anh em mình còn là lạ lạ. Mình chiên ăn rau. Hoa nên mình múc miếng rau nhiều ít thôi. Táo nè. Cái này là củ ghiền nha mọi người. Củ hủ nó củ sen. Nói chung là trong cái bài hút bắt đó mình cũng không biết cái gì. Thôi giờ mình nướng hết cho mọi người. Gấp này nóng, nãy mình gấp sẵn ra miếng ốc heo nè mọi người. Đây. Mời mọi người nha. Còn mà hơi béo quá mà nước luôn. Cái hương vị của cái món này á mọi người, không biết là do mình bệnh mình không nghe mùi, hay là nó ấy, nhưng mà cái mùi nó không được hơn bằng cái con gà nha. Không thơm bằng à? Không hơn bằng gà, nhưng mà cái topping mấy cái kiểu như mấy cái này nè mọi người, nó nhiều hơn gà. Nhiều trong gà. Bên đằng bố rồi dạ. Mà cái vị này nó cũng không ngọt bằng gà luôn. Nói chung là những món này thì ăn là nó cực kỳ bổ rồi. Ốc tỷ rồi mấy cái này là những cái tinh tí của con heo thôi mọi người. Ăn cực kỳ béo, cực kỳ bổ.
Mình ăn ngày mình ăn mâm về thì ghét vô tạ luôn. Nãy mình cũng đang ăn miếng rồi. Phần miếng mà nó ăn với cái này á thì nó rất là hợp. Tại vì nó dai dai mà nó sực 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 á, nó rất là hợp. Đây đây, tao cho thử cái miếng này chín. Chín rồi, chín rồi. Giống như hồi nãy tao sực sực nhờ. Thử đổ miếng cho mọi người xem nè. Đó. Mời mọi người nha. Nó vừa sực sực của miếng mà nó vừa sực sực của cái phần tỉ heo á mọi người. Không hiểu sao nó cứ sực 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 như sao á. Nè mấy cục này sực nè. Dài dài. Ăn nó không có bị ngán mọi người. Sao lúc đầu mình thấy nó hơi ngọt mà giờ mình ăn ăn hồi mình thấy chua chua thôi. Mà có gì chua vậy? Đúng không? Sao kỹ ta? Nó có vị chua chua nè. Cái này ăn thì ngon mà dễ ngán quá. Ngán thiệt. Tại nó béo quá, dễ ngán lắm mọi người. Mình thì mình thấy món này cũng ngon nhưng mà mình chấm món này là tầm 8 điểm thôi nha mọi người. Rồi thôi, có món gà 2 điểm rồi. Đúng rồi. Để miếng cắt ô vô thì mình gắp ốc tí trước nha. Nè kiếm chuyện thôi. Kiếm chuyện. Đây. Mời mọi người nha, cái ốc tỉ nè, nó đâu ta? Trong tỉ hả? Ốc. Là bộ ốc não. Trong cái não. Tỉ là okay. Trong cái mọi người nha. Xương sống á. Ok rồi, nó rồi. Em không biết thì nói cho nghe. Không biết cái gì nói gì cho mọi người. Thì món này ngon bổ. Rất bổ luôn. Mình sẽ trụng cái rau sữa nè mọi người. Gì ba? Rau sữa là gì ông nội? Rau nó hơi mùi sữa nè. Sữa sữa thon. Sữa sữa. Nè gắp miếng chả lụa nè, lú đầu lên nè. Thôi mình gắp miếng mọi người, miếng nãy giờ mình để cũng chín rồi mọi người. Mình sẽ thử miếng, miếng nó sẽ dai hơn mọi người. Nó dai hơn. Đây, mời tất cả mọi người nha. Mấy miếng nó ngon mọi người. Nó đi đâu? Ở cái này coi nó có gì không? Nó nhẫn nhẫn gì vậy? Nó đi đâu? Nó nhẫn đúng không? Thấm nước à? Nước hơi nhẫn nha anh em, hơi đậm lắm. Tắt đi. Nó bị sắc. Sao bây giờ nghe nó bị sắc hút bác sĩ không? Nó đắng. Nó sắc á. Với lại cái này nữa nè. Thằng ô hả? Thằng ô đâu nhẫn đâu. Thằng ô. Mà nó đắng đắng. Lúc đầu mọi người mình nghĩ là mình không có ăn cái hút bác được mọi người. Mình sợ nó hôi mọi người. Mà giờ ăn được rồi. Ngon ha. Ngon. Bột. Qua gà bắt. Này ốc tỉnh hút bắt. Mời tôi nhập tìm hút bắt. Rồi bóp vậy? Một tầng hút bắt không? Quá bổ. Qua tuần hai uống bắt luôn hút bắt luôn. Bắt uống bắt uống. Giải bệnh luôn. Không bắt uống luôn à. Hút bắt uống trị bệnh. Ngon nha. Mở trong máu à. Chỗ nhà thuốc Võ Thái Hòa. Như chất béo. Ngon. Mình làm một nửa bộ như nãy mình chưa ăn tới ốc heo luôn. Mình nãy mình ăn ốc tỉ luôn rồi. Ôi. Chứ rồi béo mà tất cả mọi người nha. Béo quá. Thì cái nước của ấp tẩy nè mọi người, nó không có đậm đà bằng cái nước của con gà. Nước thằng Phúc Bắc. Nước con gà có nhãn nhục rồi nó làm ngọt vị nước lên mọi người. Nó này không có. Mà cái này sát xuống nó miếng nó đắng quá. Tại biết là. Nó nhẵn nhẵn. Cái này mình thấy nó không ngon. Không ngon mọi người à, đúng không? Thì tới mình mời tất cả các bạn nha. Ăn miếng ốc. Cái miếng mắm ra. Mình phải ăn ốc hấp tí á. Ốc hấp tí ngon. Ấy là ốc hấp bí nó mềm, còn cái này nó kiểu như là này nó cứng cái gì nè, thấy không? Mẹ nó cứng nó mềm nhảy. Mọi người cứ để mình nói thôi, đừng để những người xung quanh. Mời cáo mọi người nha. Nó mềm thiệt. Sao nó đắng nè? Nó là lẩu chứ không phải là hầm. Ngon mọi người. Ốc này mà ăn với súp cô ngon nữa.
mua một món này ngon tuyệt vời. Ốc còn hả mừ rồi, ốc tỉ thì nó như nó có gan ăn nó sực mà mình không biết ốc tỉ nó đâu gan không. Ủa ngà anh ba đâu ăn đâu. Gà anh ba đâu ăn đâu. À thì chị bây giờ anh ba ăn anh ba đâu ăn gà đâu. Đâu ăn đâu. Đúng đâu rồi. Ăn đâu đúng rồi. Ba bị nói trái gà không à. Con gà đó anh ba ăn hút tiền nhờ anh ba ngút. Hèn gì. Hèn gì anh ba chấm 10 điểm. Thôi nó chơi chứ cũng ngon lắm nha mọi người. Cái này ăn ổn. Mấy anh em ăn vậy hơi no luôn á. Ăn không hết rồi. Để lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video mấy anh em mình một buổi chiều gọi là ăn này nha mọi người. Nếu mọi người thấy món này ăn ngon á thì có thể kiếm ở vòng vòng chỗ mọi người có ai bán không. Cái món này gọi là ốc tỉ hầm Phúc Bắc. Đúng rồi. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.